Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh của Đài truyền hình Việt Nam. Sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục tham dự các phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao Á-Phi tại Jakarta, Indonesia và có cuộc hội kiến với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Iran, bày tỏ vui mừng trước những phát triển gần đây của Iran cũng như trước những kết quả tích cực bước đầu của đàm phán P5+1 và đánh giá cao vai trò của Chủ tịch phong trào không liên kết của Iran nhiệm kỳ 2012-2015. Hai bên cho rằng quan hệ kinh tế song phương chưa tương xứng với quan hệ chính trị, vì thế cần có các phương thức thúc đẩy kim ngạch thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội làm ăn. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên và tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mohanjik. 4 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang có mức tăng trưởng mạnh. Đây là đánh giá được nêu ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2015. Đáng chú ý là đến thời điểm này, ngân sách thành phố đã đạt 37% dự toán. Sự sụt giảm về giá dầu thô không khiến cho nguồn thu từ ngân sách giảm quá nhiều. 4 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh đã thu được 98.000 tỷ đồng, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu thì khu vực vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tới 41.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy những giải pháp quyết liệt của chính quyền thành phố trong cải cách hành chính, bình ổn thị trường, kết nối ngân hàng, chống thất thu thuế đang phát huy tác dụng. Về giải pháp tập trung thu ngân sách trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, sáng nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng khu 5 đã khai mạc triển lãm chuyên đề Đại thắng mùa xuân năm 1975, Sức mạnh Việt Nam. Cùng với chiến thắng Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử Việt Nam như một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Triển lãm đã khái quát một giai đoạn hào hùng của dân tộc Việt Nam, mở ra một trang sử mới, hòa bình và độc lập của đất nước. Thông qua những hình ảnh, hiện vật lịch sử được trưng bày, triển lãm đã tái hiện chiến công, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất của cha ông. Tin thế giới. Phản ứng trước kết luận sơ bộ của Ủy ban châu Âu cáo buộc tập đoàn dầu khí Nga Gazprom lạm dụng vị thế độc quyền tại 8 quốc gia Đông Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua đã tuyên bố là các cáo buộc của Liên minh châu Âu nhằm vào tập đoàn Gazprom là không thể chấp nhận được. Theo ông Lavrov, thì các hợp đồng mà Gazprom ký trước đây với mỗi nước Đông Âu đều tuân thủ đúng luật lệ của Liên minh châu Âu EU vào thời điểm đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng EU đã áp dụng luật năng lượng mới của mình vào những hợp đồng cũ. Về phần mình, Gazprom khẳng định đã tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp ở những nước mà tập đoàn này hoạt động, nhấn mạnh cơ chế tính giá bán khí đốt của hãng ở EU phù hợp với các tiêu chuẩn của những nhà sản xuất và xuất khẩu khác. Tập đoàn khí đốt của Nga sẽ có 12 tuần để chống lại các cáo buộc nêu trên. Ngày hôm qua, tại cuộc gặp bên lề của Hội nghị cấp cao Á-Phi tổ chức tại Jakarta, Indonesia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường phối hợp hành động, hợp tác thực tế, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác hàng hải hướng tới sự phát triển chung và chia sẻ sự thịnh vượng. Về kinh tế, Trung Quốc và Indonesia đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, giảm bớt thuế quan và những rào cản thương mại khác. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại và là một trong 8 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Indonesia. Hai nước cũng nhất trí triển khai hiệu quả hơn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương được ký vào năm 2009. Bên cạnh đó, Trung Quốc tái khẳng định tích cực tham gia vào phát triển cơ sở hạ tầng và liên lạc của Indonesia, sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các dự án liên quan dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin nhanh của Đài truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.